Năm 2018, năm thứ 3 trong kế hoạch 5 năm giai đoạn 2016-2020, năm chuyển giao căn bản đội ngũ lãnh đạo cấp cao của tổng công ty. Kế thừa và phát huy những thành tựu đạt được trong những năm qua, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đã có sự đột phá mạnh mẽ trong phát triển kinh doanh các dịch vụ và chất lượng phục vụ. Đây cũng là năm ghi dấu ấn quan trọng khi Bưu điện Việt Nam chính thức về đích kế hoạch giai đoạn 2016-2020 trước 2 năm, đồng thời thực hiện thành công chiến lược phát triển của tổng công ty đến năm 2020. Hãy cùng Bưu điện Việt Nam nhìn lại những sự kiện nổi bật nhất trong năm 2018 vừa qua. Một, doanh thu cán mốc 1 tỷ đô la Mỹ, hoàn thành mục tiêu chiến lược trước 2 năm. Được sự quan tâm tạo điều kiện của Bộ Thông tin và Truyền thông, các cơ quan doanh nghiệp và các đối tác, cùng với nỗ lực cố gắng của toàn thể cán bộ công nhân viên trên mạng lưới. Kết thúc năm kế hoạch 2018, Bưu điện Việt Nam đã đạt được kết quả rất đáng khích lệ. Tổng doanh thu toàn tổng công ty đạt mức 1 tỷ đô la Mỹ, tăng 24,8% so với cùng kỳ năm 2017. Tổng lợi nhuận đạt gần 422 tỷ đồng, tăng 40% so với cùng kỳ năm 2017. Nộp ngân sách nhà nước dự kiến là 770 tỷ đồng, tăng 36% so với năm 2017. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch Bộ Thông tin và Truyền thông giao. Năng suất lao động đạt trên 1 tỷ đồng trên một người một năm, đảm bảo ổn định thu nhập và nâng cao chế độ cho người lao động so với năm 2017. 2. Khẳng định vai trò năng lực trong việc triển khai các dịch vụ hành chính công và chế độ an sinh xã hội quốc gia. Tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng trong việc cung cấp các dịch vụ hành chính công rõ ràng, minh bạch, thuận lợi nhất để người dân tiết kiệm thời gian chi phí. Năm 2018, 100% các tỉnh, thành phố đã ký thỏa thuận hợp tác về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. 44 địa phương thực hiện kết nối công nghệ thông tin với bưu điện, 16 đơn vị cũng đang gấp rút triển khai. Năm 2018, có hơn 12 triệu lượt hồ sơ được tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua bưu điện, tăng 33% so với cùng kỳ năm 2017. Nhiều thủ tục trước kia người dân phải đi lại, chờ đợi thì nay đã trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Điển hình như các thủ tục liên quan đến hồ sơ đất đai, đăng ký kinh doanh, phiếu lý lịch tư pháp và hồ sơ bảo hiểm xã hội. Năm 2018, dịch vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính đã bắt đầu được triển khai tại 1.533 bưu điện văn hóa xã. Đặc biệt, triển khai Nghị định 61/2018 NĐ-CP, Bưu điện Việt Nam đã chủ động xây dựng kế hoạch và thí điểm việc hỗ trợ bộ phận một cửa các cấp. Hiện tổng công ty đã tham gia bộ phận một cửa tại 3 cấp ở Đồng Tháp, đặt trung tâm hành chính công tại Bưu điện tỉnh An Giang, triển khai một cửa cấp huyện, xã tại Tiền Giang, Quảng Ngãi. Thời gian tới sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc phối hợp với Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố để triển khai Nghị định 61. Cũng trong năm 2018, tổng công ty tiếp tục tham gia sâu rộng vào 4 trong tổng số 6 chế độ an sinh xã hội quốc gia, bao gồm chi trả lương hưu và các chế độ bảo hiểm xã hội, chi trả trợ cấp ưu đãi người có công, chi trả các chính sách trợ giúp xã hội. Bưu điện Việt Nam cũng tích cực thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chi trả các chế độ an sinh xã hội, phục vụ tối đa lợi ích của người dân. Cùng với đó, đẩy mạnh tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội, phấn đấu hoàn thành mục tiêu đến năm 2021. Số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện bằng 1% số lao động trong độ tuổi theo nghị quyết 28 NQTW đã đề ra. 3. Tích cực tham gia xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia và chính phủ điện tử. Trong sự phát triển mạnh mẽ của cuộc cách mạng 4.0, Bưu điện Việt Nam ngày càng tham gia sâu hơn vào việc triển khai chính phủ điện tử. Điển hình là việc tham gia vào một số dự án lớn của chính phủ như xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm y tế hộ gia đình, cổng thông tin điện tử về mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ, dự án nền tảng dữ liệu bản đồ số Việt Nam thuộc đề án phát triển hệ tri thức Việt số hóa, triển khai mã bưu chính quốc gia và tiến tới triển khai mã địa chỉ bưu chính. Đặc biệt, dự án mộ liệt sĩ giai đoạn đầu đã thu thập được thông tin của 2.998 nghĩa trang, 857.527 mộ liệt sĩ và 2.572.581 ảnh mộ liệt sĩ trên cả nước. Đây không chỉ là sự tri ân đối với các anh hùng liệt sĩ, thân nhân gia đình liệt sĩ, mà còn là trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp nhà nước đối với những hoạt động đền ơn đáp nghĩa. Các chương trình, các dự án đều được thực hiện theo hình thức tự nguyện và xã hội hóa. Đặc biệt, với thế mạnh là nhà cung cấp dịch vụ bưu chính hàng đầu Việt Nam cùng với hệ thống công nghệ thông tin hiện đại, chuyên sâu về hành chính công, Bưu điện Việt Nam có một đồng chí ủy viên Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử, một đồng chí thành viên tổ công tác và 2 đồng chí trong tổ giúp việc. Bên cạnh đó, Ủy ban Chính quyền điện tử tại các địa phương cũng đều có đại diện của Bưu điện.
Bưu điện Việt Nam cũng đang thí điểm việc hỗ trợ triển khai dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3-4 tại 17 xã của An Giang, tại huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế, 5 bưu cục tại quận 1, thành phố Hồ Chí Minh và 1 xã tại Hà Nội. Điều này không chỉ tiết kiệm ngân sách xây dựng trụ sở mới mà còn giảm tải công việc cho cán bộ công chức tại bộ phận một cửa, trung tâm hành chính công để tập trung chuyên môn, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước. 4. Đổi mới căn bản tổ chức sản xuất trên toàn mạng lưới. Ngày 22 tháng 11 năm 2018, Bưu điện Việt Nam tổ chức khai trương trung tâm khai thác chia chọn lớn nhất Việt Nam tại khu công nghiệp Hiệp Phước, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là trung tâm đầu tiên trong kế hoạch xây dựng và đưa vào vận hành 7 trung tâm khai thác vận chuyển vùng, hình thành 3 hub lớn tại thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và Đà Nẵng với diện tích sàn khai thác hơn 15.000 m2. Trung tâm được đầu tư đồng bộ dây chuyền khai thác chia chọn tự động, công suất 18.000 bưu gửi một giờ, có khả năng đáp ứng được tốc độ tăng trưởng bình quân về sản lượng trên 30% một năm, đồng thời năng suất lao động cũng tăng 50%. Trong năm, Bưu điện Việt Nam cũng tiến hành rà soát tổng thể, đổi mới, nâng tầm tổ chức sản xuất trên toàn mạng lưới, tạo nền tảng đáp ứng yêu cầu kinh doanh năm 2019 và giai đoạn 2020-2025. Theo đó, thực hiện chuẩn hóa công cụ dụng cụ, đầu tư các trang thiết bị mới như xe nâng diesel, băng tải con lăn, xe đẩy, xe lồng lưới cho từng công đoạn, tổ chức lại sản xuất tại các tỉnh theo hướng tối ưu về tốc độ trong hoạt động bưu chính chuyển phát, triển khai vận chuyển đa phương thức, rút ngắn thời gian toàn trình bưu gửi, số hóa cơ sở dữ liệu mạng bưu chính công cộng, trong đó số hóa mạng phát, tuyến phát, điểm phát. 5. Sau 20 năm thành lập, Bưu điện Văn hóa xã mang trên mình sứ mệnh mới. Ngày 26 tháng 10 năm 2018, Tổng Công ty đã long trọng tổ chức tổng kết 20 năm xây dựng và phát triển hệ thống Bưu điện Văn hóa xã. Trải qua hành trình 20 năm, từ chỗ chỉ đơn thuần cung cấp các dịch vụ bưu chính truyền thống, là nơi đọc sách báo miễn phí, đến nay, Bưu điện Văn hóa xã đã hoạt động theo hướng đi mới, cung cấp đa dịch vụ và từng bước trở thành điểm cung cấp dịch vụ hành chính công tại địa bàn xã, đưa các dịch vụ công đến với người dân. Đến hết năm 2018, doanh thu toàn hệ thống ước đạt 2.900 tỷ đồng, hoàn thành 110% kế hoạch năm 2018, tăng trưởng 146% so với thực hiện năm 2017. Bình quân doanh thu đạt 35 triệu đồng trên một điểm trên một tháng. Thu nhập bình quân nhân viên Bưu điện Văn hóa xã đạt gần 3 triệu đồng một người một tháng. Tổng công ty cũng đầu tư cải tạo sửa chữa với tổng số vốn đầu tư gần 400 tỷ đồng, nâng tổng số điểm được sửa chữa lên hơn 5.200 điểm, số điểm online lên hơn 5.500 điểm. Hoàn thành kế hoạch số điểm trưởng Bưu điện Văn hóa xã năm 2018 với 1.400 điểm. Kỷ niệm 20 năm đổi mới của hệ thống Bưu điện Văn hóa xã, nhiều hoạt động ý nghĩa đã được tổ chức xuyên suốt trong cả năm 2018, như hội nghị tổng kết 4 năm triển khai đổi mới hoạt động Bưu điện Văn hóa xã theo chỉ thị 03/CT-BDVN, thi ảnh và bài viết về Bưu điện Văn hóa xã, cuộc thi nhân viên Bưu điện Văn hóa xã tài năng. Những hoạt động này góp phần tạo không khí thi đua sôi nổi, hào hứng cho cán bộ công nhân viên và đặc biệt là nhân viên Bưu điện Văn hóa xã. 6. Quan hệ hợp tác quốc tế của Bưu điện Việt Nam đạt nhiều kết quả quan trọng. Năm 2018, Bưu điện Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh hợp tác với các đối tác nước ngoài theo cơ chế song phương và đa phương, trong đó tập trung vào các lĩnh vực bưu chính, dịch vụ tài chính bưu chính, kỹ thuật công nghệ thông tin, phân phối truyền thông. Đồng thời, đạt được thỏa thuận quan trọng trong việc phát triển các sản phẩm dịch vụ bưu chính chất lượng cao với bưu chính Mỹ, Nga và Nhật Bản. Ngoài ra, việc đăng cai và tổ chức thành công hội nghị thường niên APPU-EC 2018 tại Đà Nẵng cũng giúp nâng cao uy tín và hình ảnh Bưu điện Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế. Những ý kiến đóng góp tích cực của Bưu điện Việt Nam tại các đại hội, diễn đàn do UPU, APPU, APP tổ chức trong năm 2018 được đánh giá cao. Đặc biệt, trong chuyến tới thăm và làm việc tại Bưu điện Việt Nam, Tổng Giám đốc Liên minh Bưu chính Thế giới UPU đã nhấn mạnh về sự phát triển nhanh chóng của Bưu điện Việt Nam và coi Việt Nam là một điển hình cho các nước đang phát triển xem xét học tập. Chất lượng dịch vụ của Bưu điện Việt Nam được UPU xếp hạng 50 trên 192 nước, quốc gia và vùng lãnh thổ. 7. Nâng cao trình độ nguồn nhân lực và các chế độ đãi ngộ cho người lao động. Bên cạnh việc phân cấp cho đơn vị chủ động đào tạo, Tổng Công ty đã trực tiếp đào tạo tập trung cho hơn 7.200 lượt lao động từ cấp lãnh đạo đơn vị đến lãnh đạo phòng, huyện, nhân viên kinh doanh, nghiệp vụ, bưu tá, giao dịch viên và nhân viên Bưu điện Văn hóa xã trên toàn mạng lưới. Năm 2018, 100% giám đốc bưu điện huyện đã được đào tạo về kỹ năng quản lý điều hành tại bưu điện huyện trung tâm. Song song với việc tập trung nâng cao năng lực điều hành các cấp, đặc biệt là lãnh đạo bưu điện tỉnh, thành phố, Tổng Công ty cũng thực hiện tổng rà soát nguồn nhân lực và định kỳ đánh giá năng lực cán bộ quản lý trên toàn mạng lưới. Công tác luân chuyển cán bộ, công tác tuyển dụng được đẩy mạnh cả chiều rộng và chiều sâu nhằm kiện toàn đội ngũ có trình độ, năng lực đáp ứng được yêu cầu trong giai đoạn hiện nay.
Ngoài ra, các chế độ chính sách thu nhập người lao động trên toàn mạng lưới được đặc biệt quan tâm. Trong đó, tăng mức tiền ăn giữa ca, chi phí khám sức khỏe, hỗ trợ đóng nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tự nguyện, hỗ trợ gửi trẻ, đặc biệt là bổ sung chi phí hỗ trợ lao động phát trong thời tiết khắc nghiệt trên toàn mạng lưới. Trong năm 2018, Bưu điện Việt Nam được vinh danh là doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động. Chương trình do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và Giao báo Lao động trực tiếp tổ chức nhằm tạo thành phong trào rộng khắp, động viên khuyến khích các doanh nghiệp chăm lo hơn nữa đến nguồn lực con người vì sự phát triển của doanh nghiệp và cộng đồng. 8. Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2018-2023, sắp xếp lại cơ quan Đảng, Đoàn Thanh niên theo quy định số 69/QĐ-TW. Ngày 14 tháng 4 năm 2018, Đại hội lần thứ 3 Công đoàn Tổng Công ty tổ chức tại thủ đô Hà Nội đã thành công tốt đẹp. Đại hội bầu ra Ban chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2018-2023 gồm 27 đồng chí, Ban thường vụ gồm 9 đồng chí, Ủy ban kiểm tra gồm 7 đồng chí. Đại hội lần thứ 3 là đại hội của tinh thần, đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm, mang ý nghĩa lớn lao, tạo nên sức mạnh, động viên hơn 4 vạn lao động Bưu điện Việt Nam, quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, tô đẹp, làm rạng rỡ thêm truyền thống, trung thành, dũng cảm, tận tụy, sáng tạo, nghĩa tình của người Bưu điện. Trong năm 2018, Bưu điện Việt Nam cũng đã hoàn thành sớm việc hợp nhất các cơ quan tham mưu giúp việc của Đảng với các cơ quan chuyên môn có chức năng nhiệm vụ tương đồng theo quy định 69/QĐ-TW của Ban Bí thư về chức năng nhiệm vụ quyền hạn tổ chức bộ máy của Đảng ủy cấp trên cơ sở trong doanh nghiệp nhà nước. Sau khi hợp nhất, cán bộ chuyên trách công tác Đảng đã nhanh chóng bắt nhịp với công việc tại đơn vị mới. 9. Triển khai văn hóa doanh nghiệp sâu rộng đến người lao động. Trong năm 2018, Tổng Công ty đã phê duyệt chương trình hành động triển khai văn hóa doanh nghiệp Bưu điện Việt Nam để đưa nội dung lõi văn hóa doanh nghiệp Bưu điện Việt Nam ngấm sâu vào nhận thức, từng bước dẫn dắt hành động của mỗi người lao động toàn mạng lưới với hai nội dung chính: thay đổi nhận thức và chuyển đổi hành vi. Theo đó, Tổng Công ty và các đơn vị đã tổ chức các khóa đào tạo văn hóa doanh nghiệp để nâng cao nhận thức tới từng người lao động, coi đó là động lực để thực hiện tốt chuyên môn nghiệp vụ, có thái độ và ứng xử đúng trong công việc, đảm bảo phù hợp với các giá trị cốt lõi của Bưu điện Việt Nam. Cùng với đó, website gửi cả niềm tin.vn ra đời đã góp phần cung cấp một môi trường trực tuyến thúc đẩy chia sẻ, học hỏi, rút ngắn khoảng cách giữa cán bộ quản lý và người lao động, hỗ trợ cùng nhau tiến bộ, làm giàu thêm các nét đẹp văn hóa người Bưu điện. Bên cạnh việc triển khai sâu rộng văn hóa doanh nghiệp đến đông đảo người lao động, Tổng Công ty cũng đã bước đầu triển khai thực hiện cải cách thủ tục giấy tờ, quy trình trong công tác quản lý điều hành và từng bước xây dựng doanh nghiệp điện tử. Đặc biệt, đề cao sự sáng tạo, năng động, xu thế khuyến khích tinh thần khởi nghiệp và để thu hút nguồn nhân lực trẻ có tư duy đột phá, Bưu điện Việt Nam đã thành lập Hội đồng khuyến khích hỗ trợ tài năng trẻ sáng tạo khởi nghiệp, thúc đẩy văn hóa đổi mới, tiên phong và chắp cánh cho sức sáng tạo Việt. 10. Thể hiện trách nhiệm nghĩa vụ đối với cộng đồng và toàn xã hội. Năm 2018, Tổng Công ty đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà cán bộ công nhân viên bị ốm đau, bệnh hiểm nghèo, bị ảnh hưởng bởi thiên tai lũ lụt, thân nhân liệt sĩ ngành, hỗ trợ xây dựng mái ấm công đoàn cho cán bộ nhân viên có hoàn cảnh khó khăn. Cùng với đó, dành nhiều sự quan tâm, chia sẻ, thể hiện trách nhiệm đối với cộng đồng như ủng hộ quỹ vì người nghèo, quỹ tấm lòng vàng, quỹ đền ơn đáp nghĩa, ủng hộ các hoạt động vì biển đảo, đồng bào bị bão lũ, chăm sóc thương bệnh binh, mẹ Việt Nam anh hùng. Đặc biệt, Bưu điện Việt Nam cũng tham gia đồng hành cùng chương trình Như chưa hề có cuộc chia ly, một chương trình đậm chất nhân văn giúp mang lại niềm vui cho các gia đình có người thân bị thất lạc được đoàn tụ. Điểm nhấn trong các hoạt động an sinh xã hội năm nay là lễ phát động và hưởng ứng chương trình nhắn tin cả nước chung tay vì người nghèo do Bưu điện Việt Nam phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông và Liên đoàn bóng đá Việt Nam tổ chức. Đặc biệt, lễ phát động có sự đồng hành và tham gia của đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam. Chương trình được lan tỏa rộng rãi đến cán bộ, công nhân viên và người lao động toàn mạng lưới Bưu điện với số tiền ủng hộ dự kiến thông qua chương trình khoảng trên 800 triệu đồng. Tổng kết các hoạt động năm 2018, Bưu điện Việt Nam đã dành trên 15 tỷ đồng cho các hoạt động an sinh xã hội vì cộng đồng. Xác định năm 2019 là năm nền tảng cho phát triển vào năm 2020 để Bưu điện vươn tới từng thôn bản. Tổng Công ty sẽ tập trung phát triển các lĩnh vực trụ cột: bưu chính chuyển phát, tài chính bưu chính, phân phối, truyền thông. Cùng với đó, phấn đấu mục tiêu đưa Bưu điện Việt Nam trở thành doanh nghiệp đi đầu trong sáng tạo, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số một cách sâu rộng và mạnh mẽ nhất. Bưu điện Việt Nam gửi cả niềm tin.